Ê, chiều nay mày rủ thằng Trung Anh đến prom đi. Nhà quê thế, đến để hỏng hết prom tao à? Nhà tao đầu tư mấy chục tỷ đấy. Thôi, hay là một mày cứ thử nói đến prom đi. Tao còn chồng muốn làm nó vẽ mặt. Trung Anh. Hả? Chiều nay đến nhà tao dự tiệc nhá. Ờ, nhưng mà... Nhưng nhị gì, nhớ đến sớm đấy. Không người ta đóng cửa, lại không được vào đâu. Ok. Cái thằng nhà quê đấy tham vọng. Chết rồi, muộn rồi. Thằng người lòng định lại vị trí. Sao thằng Trung Anh nó vẫn chưa đến à? Thôi kệ, khóa cửa vào đi. 1, 2, 3, khoan. Ok, nói không có tật nhưng mà thực tế không có tật. Khi lần này tối đi, một tình gặp về cho sao. Chỉ một lần nào chứ cần đèn nó đã đủ để khiến tất bộ sụp. Ôi, Trung Anh ơi, sao nhìn cậu đẹp xanh ta. Tớ cũng nghĩ cậu đến kịp luôn đấy. Trời ơi, có gì đâu, tớ chỉ cần đặt Go Ride. Tớ một phát là có ngay trong vòng 1 phút nha. Mà bây giờ, hai cậu chỉ cần tải app sẽ được tặng ngay 5 voucher giảm giá 50% luôn. Cho nên từ giờ có kèo nào tới thì ớn lên Go Ride. Mình chỉ việc lên đồ thôi, còn lại đừng Go Ride lo nhá. Sợ ông cậu, mình sao ông cậu lại tặng cậu. Ok cậu.